cầu thủ của Olympic Việt Nam. Vâng, và đúng như chúng tôi hình dung, Văn Toàn vào sân thay cho Công Phượng. Ở trận đấu gặp Bahrain, Văn Toàn vào sân cũng ở thời điểm như thế này và tạo ra những khác biệt giúp cho Công Phượng ghi bàn. Syri có lịch sử lâu đời với nhiều di sản được UNESCO công nhận. Thủ đô Damascus là một trong thành phố cổ nhất thế giới. Đã có lỗi của Kamen qua. Sự thay đổi người thứ 3 bên phía các cầu thủ Syri. Vào sân là số 17 Zakria Hanan. Quang Hải, Tiến Dũng. Thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Syri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân thay người, đã lập công. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn tại ASEAN lần này. Thời gian còn lại của hiệp phụ có thể còn rất nhiều, nhưng phải nói rằng vào lúc này chúng ta đang ở trong những giây phút vô cùng ngây ngất. Và tôi một lần nữa cần phải ngả mũ trước những gì mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho Olympic Việt Nam qua từng trận đấu. Chúng ta đã cảm nhận tương đối nhiều sự khó khăn, nhưng sự kiên nhẫn cũng có cái giá của nó. Phan Văn Đức, rất có thể những phút tới Syri sẽ tập trung nhiều đường bóng nhồi bồng vào vòng cấm của Bùi Tiến Dũng. Đó cũng là con đường ngắn nhất để tiếp cận cầu môn Olympic Việt Nam. Người đoạt bóng là Văn Toàn. Lỗi của Văn Toàn. Cầu thủ Syri vẫn triển khai lối chơi trong khi một cầu thủ Việt Nam bị đau. Văn Toàn đã phạm lỗi với Anamat, nhưng pha quay chậm chỉ ra rằng Văn Toàn không hề chạm vào người cầu thủ đối phương. Ở vòng đấu bảng, Văn Toàn không có nhiều cơ hội trừ trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên hai trận đấu gần đây thì anh trở nên rất hữu hiệu, mặc dù đều được tung vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu đang phải tạm dừng. Duy Mạnh là cầu thủ đã bị chấn thương.
đây là giải đấu mà Duy Mạnh đã chơi xuất sắc. Rời sân là cầu thủ mang áo số 20 Anamat. Chúng ta đã biết đến một Đỗ Duy Mạnh thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên đây là giải đấu mà anh đã nâng tầm của mình lên, thực sự là như vậy. Anh Đức đã lùi về và anh là người cản phá. Pha xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Nếu như được quyền cho điểm cho bất cứ cầu thủ nào ở trận đấu này thì tôi xin dành điểm tối đa cho Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu của sự chính xác tuyệt đối, đem đến niềm tin có thể nói là cực lớn dành cho tất cả mọi người, từ những người thi đấu trên sân đến những người ngồi xem, những người đang ở quê nhà. Đúng như vậy. Trận đấu sẽ rất sôi nổi những phút cuối cùng. Bùi Tiến Dũng thực sự là điểm tựa ở những thời điểm khó khăn. An Bắc Mùa. Rất tốt. Đây là một pha xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Ông Phan Sô phút chót đã tin tưởng Bùi Tiến Dũng, trao cho anh cơ hội và anh đã đáp lại với một phong độ tuyệt vời. Duy Mạnh đã ra dấu xin thay người. Chúng ta vừa xem lại nỗ lực sút bóng của cầu thủ vào sân thành người Zakaria Hanan. Người đang bị đau là Quang Hải. Dường như Quang Hải đã bị rách mi mắt. Va chạm có thể nói là khá mạnh với cầu thủ đối phương. Cánh tay của Hanan đã vung giữa mặt Quang Hải. Có một điều đặc biệt ở Olympic Syria, đó là thế hệ cầu thủ Syria hiện nay phần lớn sinh sống nước ngoài và hầu như chưa trở về quê hương, chưa một lần trở về quê hương. Đó là một điều hy hữu và rất đặc biệt. Chúng ta cùng xem một lần nữa bàn thắng của cầu thủ Việt Nam. Anh Đức cắm ở trên đã nhanh chân. Đường chuyền phát động rất tốt của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Anh Đức để lại dấu ấn. Và người tiếp ứng cũng lại là một cầu thủ vào sân thành người. Đúng là ngả mũ trước ông Phan Sô. Trận đấu trước là cặp Văn Toàn Công Phượng, bây giờ là Văn Toàn Anh Đức. Vâng, sự thay đổi người thứ tư. Phạm Xuân Mạnh vào sân. L
Lần đầu tiên một giải đấu ở châu Á áp dụng luật thay 4 cầu thủ. Cầu thủ thứ tư được thay hiệp phụ, giống như World Cup vừa rồi. Và bây giờ chúng ta có quyền tận dụng. Duy Mạnh đã nỗ lực, tuy nhiên bây giờ là lúc Duy Mạnh phải rời sân. Có lẽ là Xuân Mạnh sẽ vào sân để chơi ở biên. Còn người đá thay vị trí của Duy Mạnh sẽ là Đoàn Văn Hậu. Tôi cũng nghĩ là như vậy.